Em follow idol của em từ khi mà em còn chưa xuất hiện ở trên mạng cơ. Nói chung là em hay xem mấy cái vlog của anh ấy là em sẽ biết là một người đàn ông có rất nhiều giày. Rất nhiều giày rồi, còn không biết là giày bò, giày xéo là anh có hay không, nhưng mà thấy giày gì là anh cũng có rồi đó. Nhưng tham gia đi chơi với lại mọi người thì thấy Fabo là một người rất là vui vẻ, niềm nở, lúc nào cũng là kiểu giống như là một thần tài đến nha mọi người. Gặp cái như là thần tài đến, lúc nào cũng niềm nở hết trơn á. Nhưng mà buổi tiệc ngày hôm nay thì thấy Fabo rất là chín chắn nha. Không, cũng hơi lo lắng đấy, nhìn mặt cũng hơi lo lắng đấy. Em cảm giác cái một cái mặt rất là khác, là chững chạc và chín chắn hơn rất là nhiều, cũng có ít giỡn hơn, rất là tập trung với lại cái công việc của mình. Đó là một cái bộ mặt rất là nghiêm túc, rất khác của Fabo mà em thấy. Ngày xưa đến giờ cho mọi người mà theo dõi Fabo á, biết được cái hành trình anh như thế nào. Những người fan lâu năm, những người biết Fabo lâu năm thì thấy cái này đúng là Fabo. Mình biết Fabo cũng lâu rồi, thì mấy cái này là những cái chuyện mà Fabo có thể làm được, cũng không có gì bất ngờ đó. Nhưng mà bất ngờ một cái là Fabo mang tất cả mọi thứ vô chung một chỗ, đó là cái bất ngờ nhất. Đầu tiên là thấy đôi giày, nhiều đôi giày lắm. Cũng yêu đôi giày, thấy nhiều quá, cũng muốn you know, lấy nhưng mà không được, chỉ coi thôi. Đây là lần đầu tiên mà Nhân đến một cái buổi triển lãm cá nhân cho một người nào đó. Thật sự là đó với mình cũng đi rất là nhiều event, nhưng mà mình sẽ đi đến một cái buổi tiệc nào đó thôi. Nhưng mà về cá nhân hóa như thế này, mình lần đầu tiên mình đến đây và mình cảm thấy rất là ngỡ ngàng với lại sự đầu tư và chỉnh chu từng chút một, từ khâu chuẩn bị cho tới khâu xong xuôi hết rồi. Mình đến đây mình thấy rất là đẹp, tỉ mỉ. Có điều là mình không có kiểu chắc không phải là cái style của mình hả, cho nên là mình thấy cũng hơi lạ lẫm. Thì thích rồi, chắc chắn là anh thì thích rồi, bởi vì là khi đúng mà kiểu Hưng, của anh đúng không? Khi mà Hưng đến thì Hưng đã cảm nhận được, bởi vì là Hưng là một người khá là ngưỡng mộ anh Fabo. Thực sự là ngưỡng mộ anh Fabo khi mà đến cái buổi triển lãm này thì thực sự là mình rất thích, bởi vì là mình nhìn thấy những cái không gian như kiểu là dày này, xong rồi có những cái phòng mà đấy, rất là thích. Cái sở thích của Fabo đặc biệt và là tất cả những cái gì đó nó rất là Fabo. Vì thực ra thì một bộ sưu tập giày thì mình cũng có dịp xem qua, một bộ sưu tập Eric cũng được. Nhưng mà thật ra thì gom lại tất cả mọi thứ thì mỗi một bộ sưu tập đó nhìn vô là tưởng tượng ra được cái hình ảnh của Fabo trong đó. Rất nhiều những sneaker, rất nhiều những artwork, rất nhiều những thứ hay ho mà Woody chưa nhìn thấy bao giờ. Em thích nhất là cái khu sneaker ở ngoài, tại em cũng giống anh Fabo cũng thích giày, tụi em thích chơi giày nhiều, với lại nó cũng hip hop. Có rất là nhiều đôi giày em thích ở ngoài đó mà em biết từ 2017 rồi, xong bây giờ em được thấy nó lại. Woody thì cũng không biết nhiều về tranh ảnh lắm, nhưng mà về giày dép thì Woody khá biết, nên đâm ra nhìn đống giày của anh Fabo trông cũng khá quấn. Ấn tượng nhất là về đống giày của anh Fabo. Respect. Chính là cái nơi đây, nơi em đang phỏng vấn đây, là cái tầng này đây. Là ngoài cái người đàn ông mà vui vẻ và thân thiện của chúng ta, chúng ta có thấy được nhiều màu sắc của anh ta ở đây. Mặc dù là những hình ảnh ở đây nó đã thật sự là như vậy hay chưa. Ví dụ như là cái hình ảnh khóc của anh ấy là không thể rơi một giọt nước mắt nào nhé. Là phải vẽ thêm nước mắt giả với mọi người. Đầu tiên là Khoa không biết, Fabo biết vẽ painting, không biết làm painting. Nên đầu tiên mới nói là biết làm, surprise luôn á. Giày, cái đống giày trên đầu với lại mấy cái chanh này là đó, cái khúc này nè, không hiểu sao vẽ cái mặt lên kiểu này mất cười, nãy giờ chụp hình ở đây thấy mất cười. Thật ra thì thích chiếc đồng hồ, cái nào cũng thích hết. Thích chiếc đồng hồ hình hoa. Vấn đề không phải là cái sở thích của Fabo đặc biệt và là tất cả những cái gì đó nó rất là Fabo. Vì thực ra thì một bộ sưu tập giày thì mình cũng có dịp xem qua, một bộ sưu tập Eric cũng được. Nhưng mà thật ra thì gom lại tất cả mọi thứ thì mỗi một bộ sưu tập đó nhìn vô là tưởng tượng ra được cái hình ảnh của Fabo trong đó. Thật ra thì nói chung là không thể nào mà mình diễn tả là cái cuộc triển lãm này nó rất là đặc biệt hay là rất là hoành tráng, mà phải nói là cuộc triển lãm này nó rất là Fabo. Rất là respect Fabo và rất là respect những cái việc mà anh Fabo làm cho cái culture về thời trang, cũng như là về sneaker, cũng như là về lifestyle. So respect Fabo, chúc mừng anh Fabo và hy vọng là anh sẽ có rất nhiều sức khỏe để
tiếp tục như thế. Không khe, tao không biết, tao không share. Tao thích thì tao khoe, bạn mày không thích thì cứ kệ tao đi. Đó, cái thông điệp của em là như vậy. Anh Fabo cứ đi thẳng tiến trên con đường của mình. Thích cái gì thì làm cái đó, không có gì phải sợ hết. Không có gì sai trái, không có gì phải sợ, đúng không anh Fabo? Chúc anh luôn luôn là đẹp dai này, da mặt căng như da em bé. Và luôn nở nụ cười thật là tươi. Yeah. Em nghĩ là đối với một người trẻ như em á, thì việc mình có thể làm, mình tìm được đam mê đầu tiên, nhưng mà để cái đam mê đó tiếp tục á, thì mình nên thử nhiều cái để nó bổ trợ cho đam mê của mình. Thì em nghĩ là em không có khuyên anh Fabo làm riêng một cái gì chuyên hết. Em chỉ muốn nói là anh làm những cái gì mà anh cảm thấy vui và cảm thấy thích và đúng với cái bản chất của anh thôi. Bởi vì những cái việc đó nó sẽ làm cho anh vui chứ. Anh chỉ cần vui thôi. Em nghĩ cái đó là điều quan trọng khi mà mình làm nghệ thuật á. Mình thỏa mãn cái của mình trước đó, thì mình mới có thể tự tin mình đem cái đó ra ngoài với tất cả mọi người. Và mọi người thấy được mình tự tin thì mọi người mới không có thấy cái sản phẩm của mình nó có cái vấn đề gì đó trong đó. Cái quan trọng là mình phải tự tin trước, em nghĩ vậy. Và em nói thẳng một điều luôn, là ngày hôm nay mới là cái ngày em được gặp anh Fabo ngoài đời. Là 7 giờ tối nay chương trình bắt đầu rồi, 10 giờ sáng nay là alo mai em có rảnh không, tối nay em đi diễn ngay cho chị đi. Em đi ngay cho chị. Và em phải book ngay cái bộ tóc giả này, em đội lên. Không có cái chuyện như vậy. Nhưng mà vì là hôm nay mình rất là nóng lòng và ok, hôm nay ngày idol của mình là mời mình. Kể cả 3 giờ đêm em cũng thức dậy với chị luôn. 3 giờ đêm anh Fabo gọi đi, em cũng là đội tóc giả và em đi. Em không đánh son môi, em thâm và em vẫn đi diễn bình thường.